các bạn yêu quý, hôm nay một cái thông điệp nhỏ mình muốn gửi đến cho các bạn về những bạn yêu thích cái môn chữa lành. Khi mình có đủ tấm lòng yêu thương, có đủ trái tim yêu thương, có dung lượng trái tim rộng lớn, rộng mở, thì mình muốn giúp đỡ người khác, mình muốn chia sẻ với người khác. Nhưng mà trước tiên là mình phải quay lại với chính mình và chăm sóc cho bản thân mình. Khi mà mình đầy đủ năng lượng rồi thì mình có thể chia sẻ, san sẻ, giúp đỡ những người xung quanh mình. Hoặc khi mình có những cái khả năng quý báu được trời ban cho, những cái khả năng quý thì mình nên gìn giữ và bảo vệ và phát triển tích cực, phát triển những cái gì mình đang có, mình đã có và mình sẽ có. Thì cái phương pháp diện trần là cái phương pháp là mình quay lại vào chính mình tự làm cho mình tự yêu thương mình, chăm sóc cho cơ thể của mình. Và qua cái phương pháp diện trần này, mình cũng sẽ được kích hoạt rất nhiều những cái khả năng của mình ở trong, mà nó còn tiềm ẩn ở phía trong. Mình cũng rất yêu thích cái phương pháp diện trần, bộ môn diện trần này của thầy Bùi Quốc Châu. Mặc dù chỉ học qua internet những bài giảng của thầy hoặc thầy Lý Phước Lộc, và mình cũng học ở Đức qua cô giáo của mình là chị Nguyễn Thị Thiết, thì càng học thì càng say mê mà càng đam mê với cái bộ môn này. Và mình lại tìm hiểu có những cái phương pháp làm như thế nào để kết hợp và để cho người ta chữa lành một cách toàn diện. Đấy. Thế thì điều quan trọng nhất trong trong bản thân mình suy nghĩ, tức là mình phải quay lại mình yêu thương chính bản thân của mình chăm sóc cho bản thân của mình. Nhiều khi vì cái suy nghĩ ồ tôi quay ra tôi giúp người, tôi cứu người, tôi làm cho người nọ người kia, nhiều người quên mất bản thân mình, mệt mỏi quá sau những cái ngày có đông khách. Thì cái điều quan trọng nhất của mình là trước khi buổi sáng mình đi làm và sau khi buổi tối mình đi làm về, là bao giờ mình cũng quay vào mình làm diện trần. Mình đánh 6 vệ hệ bạch huyết, mình chà mặt, rồi đánh những cái phần cột sống bằng những cái dụng cụ diện trần hoặc là những cái máy móc để đánh cho cái cột sống nó khỏe lên, hoặc là cào đầu. Đó là những cái phương pháp hữu hiệu nhất để mình quay lại về với chính bản thân mình. Và lúc nào có thể rảnh rỗi thì mình có thể là dùng 5-10 phút mình ngồi mình thiền và mình không nghĩ cái gì cả. Và nhất là lúc mà mình thu xếp, mình ghi lên cho mình một cái lịch là để 1 giờ cho mình, 1 giờ mình tặng cho mình. Mình có thể đi ra biển, mình có thể đi dạo ở trong rừng, mình có thể đi ở cái chỗ nào mà vắng lặng để mình cái tâm trí của mình nó không chạy lăng xăng, nó không suy nghĩ linh tinh. Và khi ra trước biển, một cái vùng biển mênh mông bao la như thế, thì nó sẽ làm cho cái tâm lăng xăng của mình không còn suy nghĩ linh tinh nữa, và mình chỉ nghĩ và theo dõi, quan sát những cái cơn sóng trào của biển. Đấy là một chút chia sẻ của ngày hôm nay. Và dưới ánh nắng này thì sẽ có rất nhiều năng lượng, đón nhận những cái năng lượng và luôn đón nhận những cái gì mà trời đất vũ trụ này đã ban tặng cho mình. Mình đón nhận, và nếu mà tốt thì mình tiếp tục giữ gìn, và những cái gì không tốt thì mình cố gắng mình chuyển hóa. Chúc các bạn thân tâm thật là an lạc.